Vâng, thưa quý vị và các bạn, sinh ra một đứa con lành lặn luôn là điều mong muốn của tất cả những ông bố và bà mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến những ước mơ, những mong muốn đó trở thành hiện thực. Có những cái trường hợp khi mà bố mẹ sinh ra thì những em bé không may bị khiếm thính bẩm sinh. Và có lẽ đó là một nỗi đau không chỉ cho những gia đình mà còn là một gánh nặng cho toàn xã hội. Vâng, và ngay sau đây trong chuyên mục Y học hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Thính giác là một trong những cơ quan phát triển tương đối đầy đủ ngay từ trong bụng mẹ. Đối với trẻ không nghe được, nếu không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ không nói được. Dân gian hay gọi là điếc câm. Điều này ảnh hưởng rất lớn trong suốt cuộc đời của trẻ. Cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có khoảng từ 4 đến 5 trẻ khiếm thính. Tỷ lệ trẻ sơ sinh bị khiếm thính nặng và sâu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay khoảng từ 0,1 đến 0,2%, trong khi trẻ khiếm thính nhẹ và vừa là 0,3 đến 0,4%. Nghĩa là cứ 1.000 trẻ sinh ra có khoảng 4 đến 5 trẻ khiếm thính, trong đó khiếm thính nặng và sâu là 1 đến 2 em. Có rất nhiều nguyên nhân có thể sinh ra một trẻ khiếm thính. Nguyên nhân của tình trạng khiếm thính bẩm sinh có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những nguyên nhân xảy ra trong quá trình người mẹ mang thai. Cái này gồm những nguyên nhân do người mẹ bị nhiễm virus, nhiễm rubella hoặc người mẹ dùng một số thuốc điều trị bệnh trong quá trình mang thai em bé, đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng đầu. Một số thuốc có tác hại đến thính giác của em bé trong giai đoạn này, ví dụ như nhóm kháng sinh aminoxit, một số thuốc hóa chất điều trị ung thư, điều trị một số bệnh như bướu cổ, một số bệnh nội tiết, vân vân. Nhóm nguyên nhân thứ hai là những nguyên nhân xảy ra trong quá trình chuyển dạ. Trong quá trình mang thai có thể bình thường, nhưng khi chuyển dạ thì những cái tai biến sản khoa trong giai đoạn này, dù nó rất ngắn thôi, nhưng cũng là những nguyên nhân chính gây những khiếm thính bẩm sinh. Ví dụ những tai biến sản khoa bị trẻ sinh ra bị ngạt, thiếu oxy, bị sang chấn vùng đầu, vùng tai. Có một yếu tố nữa nó không thuộc khiếm thính bẩm sinh nhưng mà nó xảy ra trong quá trình phát triển trong sơ sinh. Nó cũng gây những biến chứng rất nặng và gây nghe kém rất nặng, ví dụ như vàng da nhân, ví dụ như xuất huyết não, viêm màng não mủ, hay những tình trạng phải thở máy kéo dài. Nó sẽ gây những cái khiếm thính rất là nặng. Ngày nay trên thế giới, nhiều nước đã thực hiện chương trình tầm soát khiếm thính trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi. Đi tiên phong trong vấn đề này là Mỹ, Úc, Hà Lan, Anh, Pháp, Đan Mạch. Ở các nước này, gần như 100% trẻ sơ sinh trước khi rời nhà bảo sinh đều được tầm soát khiếm thính. Còn tại Việt Nam, hiện nay việc tầm soát thính lực cho trẻ sơ sinh không bắt buộc, chỉ được thực hiện tại một số bệnh viện lớn hoặc tầm soát theo yêu cầu của cha mẹ. Vì vậy, khi đứa trẻ lớn mới phát hiện bất thường về thính lực thì đã muộn, sự can thiệp và điều trị mất nhiều thời gian mà kết quả lại hạn chế. Bình thường 2 tháng đầu sau khi chào đời, trẻ sơ sinh hay giật mình, thức giấc hoặc sợ hãi bởi những tiếng động, tiếng ồn lớn. Lúc này tiếng nói của người mẹ có thể trấn an bé và bé sẽ tỏ thái độ lắng nghe.